Bùa này là bùa hờ. À, đây là bùa hờ đây hả? Bùa hờ đó, nó coi như hờ nó yếm đấu là phải dùng bùa này để gỡ. Ồ, ông hai phải dùng cái loại bùa này để gỡ ra ha. Đó để gỡ. Cho nên nó là ở đâu nó có hết đi. Dạ. Bùa miên. Ồ, đây bùa miên hả ông hai? Wow. Bùa miên á, nó đeo được. Dạ. Cho nên nó ví dụ làm cái thần chú, nó làm cái tên họ đó, làm cái tên họ đấy đó, xem đồ, rồi xem rồi đọc thần chú kêu. Ồ. Atramame exeter beatri uona nao đi đi nao nao kara asitit mat chu. Xin chào cả nhà, rất là vui Nhân lại được gặp cả nhà. Và hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên và được một số người bạn ở Phú Yên chia sẻ về một cụ ông. Và được cho rằng là trước kia đến nay thì ông là một thầy bùa, có luyện bùa cả nhà. Và cái chuyện bùa ngải hay là tâm linh thì những cái đó là những cái điều mà khoa học chưa thể nào mà giải thích được. Vì vậy thì có rất là nhiều người đang đi tìm câu trả lời cho những loại bùa, bùa chú, bùa thuật hay là huyền thuật gì đó. Thì Nhân cũng là một cái người mà hay đi tìm hiểu những cái câu chuyện kỳ lạ và kỳ bí. Vì vậy ngày hôm nay Nhân sẽ đến thăm ông cụ mà được người dân nói rằng là thầy Thủy cả nhà. Và cái câu chuyện thầy Thủy như thế nào thì Nhân cũng chưa được biết. Vì vậy mà Nhân cũng rất là tò mò muốn tìm hiểu xem thử là ở trong căn nhà của một vị thầy bùa thì sẽ thờ cúng như thế nào, và cách mà ông luyện bùa ra sao, và ông đã hành cái nghề này trong suốt mấy chục năm vừa qua thì có cái gì đặc biệt hay không. Thì để biết được câu chuyện về ông thầy bùa như thế nào thì Nhân mời cả nhà hãy cùng với Nhân đến căn nhà của ông để tìm hiểu thật hư câu chuyện này nha. Đi thôi. Để đến được căn nhà của ông thì mình phải đi vào một cái con đường đất như thế này cả nhà. Ông ở sâu ở trong kia. Thật sự là cũng nhờ những người bạn ở Phú Yên mà Nhân quen thì mới có thể biết được những câu chuyện kỳ lạ này, rồi những hoàn cảnh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Và Nhân cũng nghe nói rằng là hiện tại là ông thầy mà luyện bùa ở trong cái khu vực này thì ông cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 tuổi rồi cả nhà. Vì vậy cuộc sống cũng khó khăn, cho nên mình tới mình thăm, vừa tìm hiểu câu chuyện và vừa chia sẻ và giúp đỡ ông được cái gì thì Nhân giúp nha cả nhà. Con đường khi mà trời mưa là bùn đất nó sình lầy. Ở trong cái xóm này cả nhà chỉ có đúng hai cái căn nhà của ông với lại căn nhà của hàng xóm ở bên cạnh kìa cả nhà. Dạ con chào ông. Ông ơi, mấy người bạn á có chia sẻ về giới thiệu ông á. Hôm nay con ở xa đó, con tới đây con thăm ông. Dạ, để tìm hiểu về công việc mà hồi xưa ông làm á. Dạ. Vậy thì trước khi trò chuyện với ông á, cho con tham quan nhà ông xíu nha. Cho con đi tham quan nhà ông một xíu đã nha. Ông bị nặng tay cho nên là ui. Dạ. Ông ơi cho con gắn cái này lên xíu nha. Ông mở điện lên ha. Dạ.
Hiện tại là ông thờ cúng cũng rất là nhiều tượng ha ông ha. Ừ. Dạ. Ông ơi, con thấy ở ở phía dưới này có một cái pho tượng gỗ rất là kỳ lạ, thì tượng này là tượng gì ông? Tượng gỗ không? Dạ. Đây là... Dạ. Đây là cái hầu đòn cố lý là đừng làm tượng lệnh ông á. Lệnh ông có biết lệnh ông không ạ? Làm tượng lệnh ông ạ? À? Ờ, tượng tượng lệnh ông á. Mà nó ở ngoài cái hồ núi ấy đó. Mà cái đồ bị bom thả ấy. Oh. Bom thả cái ống lên cùng xuống cái dưới. Mà tới trên dưới ta rửa ta đấy. Rửa trà rửa ta vô phép vô đồ đó. Theo như lời của ông thì pho tượng... Cái tượng đó là linh gớm lắm. Không phải cho. Pho tượng bị bom nổ. Ừ. Sau đó là lăn xuống núi. Ừ. Ông đưa về. Ừ. Tượng đây thiệt ở trên đồi, ở ngoài đồi đồi quấn cao quá chứ đâu. Dạ, ở trên đồi ha. Ờ, ngoài đồi quấn đồi cao quá. Đây là những cái bức tranh rất là kỳ lạ. Ủa ông ơi, cái đây là bức tranh gì đây ông? Giống tôn ngộ không quá vậy? Đây trong cùng là tượng của trời thiên á. Dạ. Trời thiên. Ừ. Dạ dạ con thấy rồi ông ơi. Ừ. Dạ. À, lấy để đây cho chút cho nó rõ ràng. Dạ dạ được rồi ông, dạ được rồi. Ờ, lấy cho dạ, nó ông rõ muốn lấy ra cho nó rõ ràng. Ờ, vậy. À đây ha. Tượng này là bức tranh này là của ngài tôn ngộ không. Ừ, thông minh, nắm thước bản thước đồ, đó là trời thiên. Dạ. Ủa à, cụ đùa đây là giả hay là thật không? Thế nào? Đây ạ. À? Chùa hả? Cái rùa, cụ rùa ạ. Ờ, rùa giả chứ thật à. À, giả ha. Ờ, thật. Ủa, là giả hay là thật không? Thật, thật, thật. Nhưng mà sao mình làm nó bị chết đi. Ồ, thế à? Để đó, chứ có rùa thật đó. Rùa thật luôn không? Ừ. Ồ, chia sẻ với cả nhà, đây là rùa thật này cả nhà. Thực chí nhà thầy có nhiều cái đồ quý hơn. À dạ, ông nói rằng là nhà ông có nhiều đồ quý. Rồi sau nãy đa số chuyện đi quà đi đồ đi ấy nhiều rồi chứ là hôm nay đâu có, hôm nay hai ba người rồi. Dạ. Cũng vô đây. À có hai ba người ghé thăm ông ha. À dạ. Dạ. Hai ba người. À, theo như ông chia sẻ là có một pho tượng nằm ở trên đỉnh núi và sau đó là khi mà bom nổ xuống á, thì pho tượng lăn từ trên núi xuống cả nhà và ông mang về đây ông thờ cúng luôn. Và theo như ông á, là pho tượng rất là linh thiêng. Dạ. À, đây là chỗ ngủ của ông hả à, ông? Ờ, ngủ dưới da cho nó mát. À, đây là cái chỗ mà ông ngủ cả nhà. Nằm trên một cái một cái chõng rất là đơn sơ. Ờ, chõng. Dạ. Nằm để cho nằm ở chõng trong kia nó nực. Với lại rủi có ai vô nổ kêu nổ gọi mình không hay. Dạ. Ừ. À, nếu nằm ở ngoài này bước bó cái chõng nó nằm này. À, con thấy có mấy cái lọ mà ông vẽ mấy ký tự vào cái lọ là để làm gì đó ông? Cái lọ gì? Có mấy cái lọ bằng đất kìa. Đây hả? Đây ông ơi, có mấy cái lọ bằng đất kìa. Ờ, đây hả? Đây ông ạ, à, đây này. Kia kia. Đây. Dạ. Cái đó là lọ gì đó ông? Là hũ dâu mà. Đâu có gì đâu. Hũ gì vậy? Hũ dâu. Hũ vôi hả? Ờ, à, hũ dâu. Đây nè. Dạ. Thì cho mấy cái này quý lắm. Dạ. À. Thành cái đồ hỏi quý là phải dâu này chứ không nó bở lấy, nó bở. Đi không dám đem đến kia. Dạ, ông sợ nó bể ha. Ờ. À. Thôi ông cháu mình đi ra ngoài nói chuyện ông ơi. Ừ.
Đây là một pho tượng rất là kỳ lạ cả nhà. Đây là đầu tiên mà mình thấy pho tượng như thế này luôn. Không biết rằng là cả nhà ai có... Đa số các lâu lâu tới đây làm chụp phim nữa luôn. Dạ. Chứ không phải mình không. Không biết là cả nhà ai có biết về nguồn gốc của pho tượng này á, thì có thể để lại bình luận. Tất cả mọi người đều biết thêm. Bệnh mấy bữa rồi chết cha mà. À, ông đang ốm ha? Cửa chú. Dạ. Ông ơi, đi ra ngoài con hỏi thăm ông xíu ngang, cho nó thoáng. Ông đang bệnh cả nha. Ông ơi, ông tên gì? Thầy Hai Cúc. À, ông là thầy Hai Cúc ạ? À, thầy Hai Cúc. Dạ. Thứ hai tên Cúc. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Này, bốn mấy rồi mà. Làm 46 rồi. Dạ, năm nay ông 46 tuổi ha. Ông bị chắc hơi lẫn lẫn cả nha. Ông có bị lẫn không? Cái lẫn không lẫn, nhưng mà hơi láng tai. Vậy là ông sinh năm 1946 hả? Ờ. Giờ nãy ông nói là 46 thì mình tưởng là 46 tuổi cả nha. 46 đúng không? 1946. Dạ. Năm ngoái 45, đây 46 rồi. Dạ. Vậy thì á, hồi còn trẻ là công việc của ông là ông làm cái gì? Toàn bộ là 26 tuổi đời đã làm người này rồi. Từ hầu thờ quỷ ở dưới rồi tới giờ. Nên hầu 26 tuổi đời tôi đã làm rồi. 26 là ông đã đi làm cái công việc này rồi? Đã làm cái chức vụ này rồi. Là phải nếu mới à. Cơ duyên gì, cái cơ duyên nào mà dẫn ông đến cái công việc này? Sao? Vì sao ông lại làm công việc này? Thì mình làm mình thân chú, rồi thầy, rồi chữa bệnh đồ cho nó quen đi. Chữa nó bệnh, nó ní con đồ đi, nó quen. Thế rồi do cái cơ duyên đấy, rồi cái người này tới, người khác đó, nó quen. Rồi sẵn nó làm luôn chứ cũng đâu có định là làm người này. Thì mình biết sao nó mở rồi làm. Nói vậy chứ rồi nó con cháu nổ trái nho đi đồ đêm tới hoài quỷ chịu nấu. Nhưng mà gì hoàn cảnh rồi cũng như bắt buộc á. Không phải bắt buộc nổ năng lý quá rồi bắt nợ cho chỗ năng lý. Người ai cũng không năng lý, không bắt nợ. Cho nên rồi làm. Rồi phải làm người này thì hết rồi với người khác rồi anh quen cứ vậy làm ra. Cho chỗ đó. Tôi cũng có lấy gì. Mà giờ cũng nghĩ hết coi như 80% rồi. Mệt hết muốn làm mà tới thì nuôi trớt hết. Giờ không có làm nữa, nó mệt. Nó hết tâm mà dưới lại nó mệt. Khi làm nuôi không có mệt rồi. Hết sức, nó hết sức rồi. Con người nó hết sức. Dạ. Vậy thì hồi đó là... Ông học ở đây hay là học ở đâu? Tôi thì học đủ thời hết. Hầu tôi đi Đắk Lắk, hầu còn Lý Nguyễn á. Kiểu Lý Nguyễn là tôi ở Đắk Lắk cho nên là tôi học thầy Miên trước. Tiên khuôn là học thầy Miên trước. Rồi xong xá sao á. Mà về đâu tôi về xuống ở dưới Nhà Trang á. Cái học qua đường Hồi, gặp cái thằng ở Hồi. Gặp qua. Thế nó nuôi cũng được, rồi cũng học qua. Để mà mình biết là sau cái đường Hờ nó yếm thì mình gỡ theo đường Hờ. Mà đàn Miên nó yếm là chỉ cái hai cái đấy nó độc thôi. Chứ thằng Hờ với thằng Miên là nó độc thôi. Để nó có thu hồn, tam hồn, thoát khách nó yếm. Thì mình, cho nên khi học nó thì phải hào tốn. Chứ học nó đâu có phải không? Cho nó ăn tấu vậy. Đi cứ rượu đồ cho nó uống, dụ dỗ đó, năng lý rồi. Mình thấy tóc còn một cái tuổi đó, phải cho ăn uống,
tôi học thì dễ ăn uống, mà cái thời kỳ đó, thời kỳ tôi làm có tiền lắm. Làm đấy rồi lấy đấy, đấy chứ không có gì mà điều làm có tiền. Thành ra tôi học đạo nào tôi cũng học xong xem hết, để cho biết. Cho mình biết một đạo rồi, đạo đó nói dốc, làm cũng được. Gần vậy, ở đa số của người thì ai cũng khuê tài hết. Nhưng mà tôi là không có tính đấy. Làm được là làm được thôi. Khuê tài mà làm cũng được thì coi cũng vô ích. Dạ. Rồi đồ mất hết đó mà. Mà giờ nó cũng thuốc rồi, giờ nó mệt không, giờ nó ít muốn làm cái gì đó. Cực cả nha. Cái gì nở ấy lắm hả? Làm. Tính ra là ông hai á, là học tới hai loại. Một là bùa miên. Hai là bùa hời. Là hai loại ông ha. Hai loại. Vậy thì ông học trong bao nhiêu năm? Học ở Đắk Lắk rồi. Tụi miên bùa hời đấy, trái nó là năm sáu tháng gì hầu đấu tôi lên trên đó, hầu mắt chỉ huy đưa tôi trung đậu lên trên đó coi, rồi tôi ở đó, đó thời gian tôi học, rồi tôi nhờ tôi làm cái trung đậu trước á, thành ra là bắt đầu tôi xong thả tôi đi học tôi đồ hầu là một trường hầu thời nguy á, để rồi xin sau xuống bên ở đây học hồi ở bên chỗ gì Nha Trang, Nha Trang mà ở trên trên cái chỗ gì đó, trên cầu sông Bé, Khánh Vĩnh hả ông? Hả? Ở Khánh Vĩnh đúng không? Thỉnh sao? Khánh Vĩnh hả ông? Có chứ. Ý là phải ở Khánh Vĩnh không? Thành ra làm hết đó, thứ gì cũng làm. Thành ra nhờ nhiều học nhiều đạo, thành ra đạo nào mình làm ấy nhắm ấy là mình có làm được hết đấy. Cái rối nó gặp cái đầu hời nó yếm, mà không có cái đầu nguyên gỡ thì làm sao? Dạ. Chứ cái đời nào nó không có cái chuyện ác, nó ác nó ăn tiền của cái người này là mướn cái người thầy ấy, số có năm chục rồi mà làm trăm để ham tiền đấy. Dạ dạ. Nó ham tiền đấy, nó phải dính vô chân đấy nha. Ai dẫn vậy ham tiền là bởi vì mất chết, nên mệt lắm. Dạ, ham tiền là dễ bị ha ông ha. Ở đâu mấy chú ở đâu? Dạ con ở trong Nha Trang á. Nha Trang hả? Dạ. Nha Trang đậu thì cũng có ở trong đâu chứ mà. Ông hai có mấy người vợ? Cô đã cái hầu ai quên lẫn vô trong quên luôn. Nha Trang ở cũng quen nhiều trong bây giờ quên tên hết chứ. Dạ. Nha Trang đổ cũng đổ lâu lắm nha. Chơi đồ hầu còn ông Thọ không à. Mấy ông chắc không biết ông Thọ đâu. Dạ, tụi con còn nhỏ, tụi con không có biết ông ơi. Thọ. Dạ. Ô, ông Thọ còn làm tỉnh trưởng á. Ông Thọ. Hồi tôi quen ông Thọ đâu vô chơi. Mất hầu đấy thì cứ quen mấy ông lớn không chứ. Để đi làm. Ông ơi, cho con hỏi một xíu nha. Có cách nào để người ta khỏi ếm mình không? Có chứ. Mình có cách nói ví dụ. Mình làm một lá bùa. Cho đúng đắn. Xong xa bỏ vô mình rồi. Thì dầu cho có nói. Nó có làm gì cũng không ăn. Nó nghe vậy. Nó ví dụ nó có khi nó nhiều khi nó chớp hình mình chớp nó liếc nó chớp nữa. Nó liếc nó chớp thì mình ở trong người đó đã có cái bóng hình đấy rồi, có cái đó thì nó bao giờ, cho nên cũng như trong người mình có thuốc rồi thì hoài nó có làm cũng vô ích. Ông hai ơi, nếu như mà mình không có sử dụng bùa thì mình làm nhiều việc thiện á thì có né được không? Được chứ, hãy nói vô, khi mà mình đã có cái lá bùa hộ mạng, thì trong đây nó 36 quế là cũng như 36 phép á. Ai làm cái gì là nó đều báo trợ được hết, nó vậy.
Ý con hỏi rằng á, là nếu mà mình không có sử dụng bùa á, mình đi làm nhiều việc tốt á, thì người ta có ếm mình được không? Không, không có cái gì. Họ cứ bỏ để rồi mình đấy, gặp khi nó hộ thì nó hộ, mà không có hộ thì cứ làm đây cũng đầm nó yên, chứ không có cái gì. Thành thứ đó, cái gì cũng vậy. Rồi nó ra rồi mà đó. Dạ. Ông hai ơi. Dạ. Ông học bùa là ông dùng chú hay là ông dùng cái gì? Dùng thần chú. Ồ, dùng thần chú để luyện hả cả nhà? Dùng thần chú chứ. Nó hơi có thần chú chứ không có thần chú làm sao đọc được. Dạ. Cho nên nó ví dụ làm cái thần chú nó làm cái tên họ đó, làm cái tên họ đấy đó xem đồ. Rồi xong rồi đọc thần chú kêu. Ồ. Atramame exeter beatrio ona nao đi đi. Nao nao kara asitit mat chu. Ồ, là câu thần chú của ông hả? Ừ. Có thần chú chưa? Lần đầu tiên mà mình được nghe một câu thần chú. Câu thần chú này là của bùa gì đó ông? Thần chú ở trừ đạo. Để trừ đạo chứ có học bùa mới chỉ thần chú. Có học người à, mới chỉ thần chú. Ý con hỏi rằng là cái câu mà ông mới vừa đọc á là bùa gì? Thần chú với bùa gì? Câu thần chú đó là không phải là bùa à? Không phải là bùa chỉ để đọc thần chú mà trừ. Trừ, dạ. Trừ hết, trừ các đạo hết mà trừ những à. Đó, chứ không phải là bùa. Dạ dạ, hay ha. Tính rồi ha, cả nhà biết không? Gặp ông hai nó bệnh hai bữa rồi. Thấy tội không cả nhà? Bệnh quá, bệnh. Ừ. Bệnh mấy bữa rồi tê liệt quá. Mấy bữa rồi bệnh ăn không được mà. Dạ. Mà con sai không đi được. Phải ráng cỡ cái xe lên kia cái. Mua cái xe ngã, rồi mẹ nó đèn mình ở dưới nữa. Lái không nấu, nó yếu rồi. Mình lái không nấu. Ông hai, từng tuổi này mà vẫn còn lái xe máy đi mua đồ không hay? Cứ đi, nó lên, nó ngã. Rồi đứng dậy mà lồm cồm mà đỡ được cái xe trời cắt thôi. Ông hai ơi, hồi xưa là mỗi lần mà trị bệnh, ông hai lấy bao nhiêu tiền? Trị bệnh hả? Cũng tùy theo trường hợp. Nó ví dụ có cái trường hợp mình đã quá khứ hôm qua nghe. Dạ. Nói chuyện quá khứ. Cái trường hợp nó quá khứ hôm qua. Đáng lẽ là mình lấy cho nó đủ lợi lộc 3 triệu 600. Nó ví dụ mà thấy nó khô quá thì lấy 300 60. Đó. Cho nó khô quá không phải. Còn cái người đấu đỡ thì tùy ý của nó nhắm. Biết đấu đỡ rồi không còn đùi. Tùy ý của nó. Dễ ừ. Theo như ông hai chia sẻ, nếu ví dụ là đủ lễ nó sẽ là bao nhiêu tiền đó, nhưng thấy người ta khó khăn quá thì mình chỉ lấy ít thôi, hoặc là có những người tới giúp xong thì họ sẽ tự để tiền lên trên đó là coi như là xong cả nhà. Cho nên ăn tiền cũng có cái làm thầy mà ăn tiền cảm thấy con bé con nổ quá bất đức. Dạ. Dứt khoát là mất đức ngay vậy à. Dạ. Tôi phải giật ở dưới kia. Ăn gì của nấu à. Chuyện gì không đáng, cái chuyện gì đáng của cô sơ sơ chút. Thế cũng lấy 300-400 bạc của nó. Đâu có vậy, thời gian đó giờ đâu có làm được nữa, không có làm đất gì. Dạ. Không chỗ nên cái gì vậy. Ăn nó thất đức. Mọi người là thất đức đó. Cháu à. Dạ, cháu của ông hai ha. Cháu nào à. Cả bầy mà. Con cháu cả bầy. Ông hai ơi, hồi xưa giờ ông hai có làm bùa yêu không? Bùa gì? Bùa yêu. Có gì? Cái này cũng có thường. Có thường luôn. Có chứ. Phải làm thầy với có bùa đấy. Bùa yêu là như thế nào ông hai? Thì trong đó có bùa, rồi có thuốc. Rồi cái bùa là bùa đấy, xem ra là thuốc thầy ông bỏ vô đầu. Dạ. Rồi xem ra rồi đưa thuốc ra. Rồi xong tới cái chỗ
Em chơi chơi em để là đi. Ghê trời. Ờ đi theo. Vỗ vỗ xong đi hả ông hai? Không vỗ là nó đi. Ông hai ơi. Vậy thì hồi xưa giờ là cái loại bùa yêu đó là ông hai làm cho người ta hay là ông hai gỡ cho người ta? Gỡ sao? Ý là ông hai gỡ bùa cho người ta hay là ông hai làm? Gỡ cũng được. Còn làm cũng có giấu giếm gì thời mà. Năng ni quá thì phải làm. Dạ. Mà gỡ cũng gỡ mà rồi cũng làm. Dạ. Làm mà rồi thời gian mình làm mà có ngó mà lộ cái chú người làm ấy. Không có ý chí ở với mình. Không có ý tôn trọng của mình. À. Xa bớt. Cái người ta không có tôn trọng là mình xả từ từ. Ờ, xa bớt, xa. Dạ. Còn nó có tôn trọng thì cũng làm. Mà làm thời gian rồi cũng phải xa. Cái đây cũng xa. Xa chừng đấy, ta làm sao. Chừng mà hết rồi là ta làm sao dễ mà sao. Giờ nó không đỡ coi làm lại. Cho giống mình làm thời gian thôi rồi xa. Dạ. Ừ, chứ còn không có làm. Hễ bùa ác, làm phản ác là phải làm thời gian thôi. Chứ không nên làm lâu và hại người vô ích. Đó. Thất đức chết. À, ông hai nói là bùa ác là làm như vậy là thất đức. Ừ, cho nên là ai mà kiểu là vô bế tắc á, thì ông hai chỉ giúp một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Ông hai ơi, bây giờ ông hai có cảm thấy hối hận vì mình làm bùa ác không? Số phận mình làm hả? Ông hai có cảm thấy hối hận khi mà ông hai làm bùa ác giúp người ta không? Được chứ. Ông hai bị lãng tai cả nha. Ừ. Làm được chứ. Nhưng mà có cái làm rồi nửa chừng thì mình thấy nó thất đức quá. Rồi âm binh, thầy nó có âm binh nha. Nó báo nó làm người đấy. Rồi cái âm binh nó báo đã. Cái người làm thì không có tới. Mà cái người bệnh kêu riêu thì nó tới. Kêu riêu nó la được không? Dạ. Thấy ứng mộng liền. Xá gấp liền. À, vậy là có một số trường hợp là người âm họ báo mình phải xả đi ha. Ờ, phải xả đi liền. Chứng tỏ một điều rằng khi chúng ta làm bùa một ai đó, nếu như mà cái người đó đủ đức nha cả nhà, đủ đức và đủ phước á, thì những cái phần binh phía bên thầy á, sẽ báo cho thầy là không nên làm người đó và bảo gỡ đi nha cả nhà. Chứng tỏ rằng một điều chúng ta làm thật là nhiều việc thiện, làm nhiều thật là nhiều những cái việc tốt lên thì á, chúng ta sẽ hạn chế được một phần nào đó những loại bùa ngải hay là bùa chú gì đó người ta muốn hại mình nha cả nhà. Ông hai ơi, có cách nào để giải bùa yêu không? Có chứ. Hãy có làm được là có giải được chứ. Hãy làm được là giải được chứ. Khó khăn. Mà bùa giải bùa yêu thì phải có thuốc. Trời, phải... không có thuốc thì nó không có vô nấu. Phải dùng thuốc. Phải có thuốc. Nó ví dụ cô nó ngồi đấy mà mình giải bùa yêu là giấy đi đốt, là giấy mà yêu mình đi ngang ra đốt mình biết rồi á, đốt rồi đó thì thuốc giải ở trong đây nó có. Có cái câu này quan trọng là mình phải hỏi ông hai này. Nó làm có cách chứ. Ông hai ơi, làm cách nào để khỏi bị bỏ bùa? Thì cái đây mình phải khấn bùa mình bỏ luôn mình chứ. Cái xin cái bùa cô như bùa triệt hết triệt giáo. Cô như giữ bổn mạng mình không có cho ai phá mình. Mình cũng không có ai thì cứ giữ cái bùa của mình triệt giáo rồi. Ngày hôm nay gặp ông hai thì Nhân cũng mong muốn là để xem thứ ông hai sẽ vẽ một cái lá bùa thì nó sẽ như thế nào. Và cách thức mà hồi xưa giờ ông hai làm thì sẽ như thế nào nha cả nhà. Thì chắc có lẽ là cả nhà cũng rất là mong muốn được xem cái điều này, thì để mình mạo muội mình hỏi ông hai thứ ông hai có làm không để biết nha cả nhà. Ông hai bây giờ có thể vẽ cho con xem một cái lá bùa mà ông hai hay làm được không? Hay làm hả? Dạ. Đỡ coi có đúng không? Dạ dạ. Đi ông hai ơi, đi. Ồ, tôi bệnh mấy ngày này có mấy ông cũng phải ra. Dạ. Bệnh với người rời nữa cha. Ông hai lớn tuổi rồi cho nên là bệnh cả nha. Nơi nghe hết đó rồi.
của chú ở bên ơi, biết ở nào đây mà sáng. Làm này làm kia à, thần mình bất ngờ để quên nó đi. Ông Hai nói là ông Hai hết muốn làm rồi cả nhà. Hết muốn. Dạ. Nó mở đến giờ già rồi hết chứ muốn làm cái gì nữa. Dạ. Con không nên làm chuyện. Đây là bùa yếm đâu. Nó có vụ gì nào mà nó không giữ á. Dạ. Là nói tên họ yếm đâu. Dạ. Ở trong đầu này trộn dao vô. Đấy. Đây là bùa yếm đâu à. Ông Hai chia sẻ là ông Hai không có muốn làm cái nghề này nữa cả nhà. Bùa này là bùa hờ. À, đây là bùa hờ đấy hả? À, bùa hờ đấy. Nó coi như hờ, nó yếm đấu là phải dùng bùa này để gỡ. Ồ, ông Hai phải dùng cái loại bùa này để gỡ ra ha. Ờ, à, để gỡ. Cho nên nó làm ở đâu nó có hết đi. Dạ. Làm ở đâu nó có nó ấy, bùa hờ đó. Bùa miên. Ồ, đây bùa miên hả ông Hai? Ờ. Wow. Ờ, bùa miên á. Cái này là ông Hai tự vẽ hay là ai vẽ? Từ hồi học thầy vẽ chứ tự tự ấy vẽ sao? À, là thầy vẽ hả? Hồi học thầy rồi. Có đồ của anh Đông đón anh vẽ chứ. Cho mình nói đầu tiên rồi chân chung chung biết ngỡ đâu rồi. Đó là những bùa miên của anh đó anh. À, đồ của anh hết không thấy à. Cái chữ miên của anh này nè. Dạ. Ừ. Ồ. Tôi học nhiều đạo lắm chứ không phải. Đây là bên Đức Mẹ. Dạ. Đây là cái gì, đây là gì ma. Vị này coi như đi chơi bằng đi mà. Dạ. Rồi bị ma nó hớp hồn. Ồ. Bị ma nó hớp hồn. Là vị này à? Ờ, nó hớp hồn, nó lê lử cuốn. Sau đó là mình sẽ giải hả thầy? Ờ, nó lê lử cho nó cuốn vô. Về ha. À. Dạ. Đấy. Đấy thuộc của ai hết đó. Ồ, bên đó. Thiên mờ. Đây bụi chim. Dạ. Tôi học đu đạo hết mà hồi tôi còn trai tôi ăn tôi đi chơi. Dạ dạ. Tôi đi lính tôi có làm đất gì à. Tôi ăn đi chơi tôi học đạo không. Tôi biết thiên cơ. Tôi rồi.
bác Môn. Ở đây bị cháy. Dạ. Cái nhỏ gặp sư Quốc Hồng còn khác. Quá nhiều luôn ha. Rồi rồi. Dạ. Rồi. Đây con nít nó bị quan sát. Dạ. Con nít nó bị quan sát nó cứ nó vô nó bấm nên phải làm cái bùa này dán trên đầu nó. Dạ. Cái áo mà lại. Nó mà lại không. Bùa của mà lại. Chiếc mì cô à. Là mà con cũng cứ chậm. Cậu thấy con giờ nó cũng lơ lại mà mới mệt. Không hết buông. Mình lẻ lại cho nó chứ mà. Có nó lơ lại. Đây là cái. Đây là cái gì bộ này á. Là người đi bỏ. Người đi kêu bỏ người giờ. Người đi người kêu, đó kêu cứu, kêu người chầu, người hỏi, người kia, người về cho ta. À, là người nào bỏ đi là mình kéo về đó ha? À, kéo về đó. Dạ. Nên cứu, kêu người chầu, người hỏi, người kia, người về cho ta đó. Cái này nó bị im ở trong ấy. Rồi. Ông hai cắt qua một bên đi ông hai ơi. Dạ. May quá hôm nay ra mà có duyên gặp ông hai ha. Ông hai chia sẻ rất là nhiều những hình ảnh mà rất là kỳ lạ mà xưa giờ mình sẽ không bao giờ mà mình sẽ được nhìn thấy ở bất kỳ đâu nha cả nhà. Và đây nói giấc mấy ông chứ. Đi tới ông ấy, ông đi tới các thầy coi. Đi tới mà đu như tu như vậy, tu bòi tu cỡ. Thiệt chứ. Ông hai nói là đi hết tất cả. Không đủ hết mà. Vì tôi học đủ đạo mà. Hầu tôi còn trai tôi ăn đi chơi quả đi. Đi lính là đưa tiền ở nấu ăn. Rồi bắt đầu tôi lấy. Tôi đi làm rồi tôi. Bỏ. Không. Tính ra là bây giờ nha cả nhà. Nếu mà cả nhà lỡ xem được cái video này mà có thấy hình ảnh của ông hai thì chắc có lẽ là cũng không có nhờ được đâu. Bởi vì ông hai bây giờ yếu rồi. Và ông hai đã quyết tâm là ông hai không có làm cái nghề này nữa. Đúng không ông hai? Ừ. Dạ, cho nên là xem cho biết thôi ông hai ha. Em có nhiều người. Đừng nói thật gặp trò tôi cho ông hai hết. Nó ở dưới Tiêu Hòa giờ cũng tài khôn tài khéo. Cái hồi nó yếm cha nữa. Rồi nó dụ cho vô ăn. Dụ vô ăn. Mà anh học thì ít. Mà anh thầy không thầy khéo là không. Những cái nó ít nào. Im học thính. Thật là vô ăn mớ trong nhà trang ấy. Cũng như lừa đảo mà ăn ấy. Cái nó mưa họ im. Giờ chạy anh tôi gỡ cho nó im. Hư lá gan ăn gỡ gì nữa gỡ. Hư lá gan. Có gỡ rồi cũng chết. Ít bữa con chết thâu, nó chết. Hầu không chưa, bà không nói giờ đến đấy. Cái giờ này đầu xưa chết thì nói rồi, chịu, ta cũng chịu. Cái không thấy gì mà cơ bản là cái nha, thôi chúng ta đừng nên dính vào chuyện bùa chú nha cả nhà. Nó cũng hơi nguy hiểm. Nó còn ông này. Để cho ông hai, chắc để cho ông hai nghĩ thôi. Ông hai ơi, con có duyên con ghé con thăm ông để biết thêm về cái việc của ông làm. Rồi để tụi con lưu lại một cái video để làm kỷ niệm thôi. Và thôi bây giờ thì cũng trưa rồi. Con xin phép là biếu ông hai ít tiền. Ông hai, con biếu ông hai 1 triệu nha. Thì cũng cảm ơn mấy chú nha. Có ấy chứ giờ già mà. Dạ. Không thì cũng ráng chịu. Nó ví dụ á, không biếu thì cũng ráng chịu.
À, lá biếu thì cũng cảm ơn thì già rồi. Dạ. À, nó được nhờ cái lộc. Ừ. À, chắc là hồi xưa ông cũng cứu nhiều người. Ừ. Cho nên là bây giờ mình có được ít phước nữa. À. Thôi tụi con xin phép tụi con đi nha. Ừ. Dạ, chúc ông hai với gia đình có nhiều sức khỏe nha. Ừ, vậy rồi nếu có chuyện gì mà nó hết độc, chứ còn giờ đừng có nghĩ nó ví dụ nó hàm nó giác, nó yếu nó đâu, mình có chỗ dựa rồi. Ừ. Có chỗ dựa là cứ lên đây nói ngay. À, làm như thế nào để biết người ta, làm như thế nào để biết mình bị ốm? Tôi nói cho ý là đừng nghe. Những cái thằng mà nó cố nó chơi mình ấy, thì nó đều gột mật, phải chú ý chỗ đấy tôi dặn. Nó mật yêu cầu ra chỗ dây ra sau lưng. Tay cái chỗ nó yếm đâu trong này hết. Thay tay cái chỗ ra cứ cái dây nó chỗ. Thì không cảm hồn nào anh chơi. Đây là nghĩ cái đấy rồi. Đây là mình biết nó sao không biết. Cho nên đừng chơi mà đừng nghĩ cho ai vỗ dây. Chơi mà vỗ dây là người phản đạo, phản tình. Chơi không phải cái người vỗ dây đây mà cái người tốt đâu. Nói cho mấy chú người biết, phải giữ cái đó. Cái người vỗ dây là cái người phản ác. Cho nên nói mới biết. Từ nam đến nữ cũng vậy. Là đừng có cho người ta vỗ vai ha. Ừ. Nhiều khi vỗ vai mình đâu có lường trước đâu cả nhà. Thôi thì coi như là duyên nghiệp đến đâu thì bây giờ phải chịu đến đó. Chứ bây giờ đang yên đang lành người ta vỗ vai sao mà mình biết được. Tôi làm nhiều cái xa xuống ghê lắm. Quê đồng tre đồng đồ gì cũng chạy vô đây. Rồi mấy cái mà gỡ không nấu đó. Chứ ở tại ngã ba Ninh Hòa đây cũng chạy ra đây đó, bị hờ á. Dạ. Ông hai có xem chỉ tay được không? Xem được bây giờ ông mét tay nó hết rồi. Ông mét nó yếu quá yếu. Dạ. Ngó không rõ. Ngó không rõ nữa hả ông hai? Ngó hết rõ giờ, ngó về cái mù mù này hết rồi. Không có rõ được. Tính nhờ ông hai ngó cái chỉ tay mình thử là coi thử là mình cái công việc mình nó có thuận lợi hay không á. Nhưng mà ông hai giờ mắt mờ rồi cả nhà. Mắt mờ rồi. Dạ. Ở đó có trật ở chỗ trật chỗ trúng nó thành nó xa quê. Dạ. Nói có chỗ trật có chỗ trúng ông hai ha. Có chỗ trật có trúng nó xa quê. Không lẽ giờ mình để cái chỉ tay lên trên này cho cả nhà xem giùm. Không biết là có ai rành về chỉ tay xem giùm cho nhân xem thử là vận mệnh của mình trong tương lai nó sẽ như thế nào nha cả nhà. Thôi bây giờ con tạm biệt ông hai nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Ông hai vỗ vai con rồi. Không sao đâu, thầy mà quá. Ông hai kêu là không được vỗ vai. Bây giờ hóa ra nãy giờ ông hai vỗ vai con hơi nhiều đó. Thầy vỗ vai mò mén lắm. Mà không ai nhớ ấy đâu. Ý là có thật là mò mắn không? Có gặp một chuyện mô mắn, chứ không phải cái thứ gì không mà nó đi, nó ghét mình xong rồi bắt đầu nó qua đầu bắt đầu. Nhưng mà hồi sáng giờ là ông hai chưa có sự chuẩn bị cho nên là vỗ dai không sao đúng không? Sáng giờ ông hai chưa có chuẩn bị. Vỗ dai đi rồi, vỗ dai cho thông cảm. Dạ rồi con biết rồi, thôi con đi nha. Chào ông hai. Thực sự mà nói với cả nhà rằng là đây là lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với một vị thầy mà thầy bùa cả nhà. Ý là thầy bùa thì mình cũng có gặp nhiều vị rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình gặp một vị thầy bùa lớn tuổi như thế này mà mình cảm thấy rất là thú vị, bởi vì rằng là ông mang hết tất cả những cái đồ nghề mà hồi xưa giờ ông đã tích góp và ông học được á, ông mang ra ông chia sẻ thiệt tình luôn cả nhà, ông không có giấu giếm gì cả. Đó là cho nên là đây là một cái điều mà mình cảm thấy rất là thú vị và Nhân cũng muốn á, là chia sẻ những cái điều huyền bí và kỳ lạ trong cuộc sống để chúng ta biết thêm
Và đôi khi những cái điều tâm linh đó chúng ta nghĩ rằng nó không có, nhưng mà đôi khi nó tồn tại song song cùng với cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể nào lường trước được. Thì đôi khi á, thà như chúng ta nên tin để chúng ta phòng tránh cho chính bản thân của chúng ta thì tốt hơn cả nhà. Thì theo như Nhân nghĩ là vậy thôi. Còn cái việc những loại bùa chú như thế này thì Nhân cũng không có khuyến cáo mọi người là phải mê tín vào trong này. Mình chỉ biết để mà mình phòng tránh thôi. Và có lẽ video ngày hôm nay Nhân xin phép kết thúc. Và nếu mà cả nhà xem có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận nha. Và đừng quên rằng là Nhân vẫn đang bán trầm hương. Cả nhà nếu mà muốn mua thì hãy liên hệ với cái số mà Nhân để trên màn hình đó để ủng hộ Nhân về những sản phẩm về trầm hương nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.